Xin mến chào các bạn, hôm nay mình mời các bạn xem các công nhân lót gạch vỉa hè ở đường Triệu Nương của huyện Mỹ Xuyên. Hiện nay thì công nhân đang trộn hồ và lót những cái gạch xuống lòng vỉa hè cho đường phố thêm sạch đẹp. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi. Đây là công đoạn người ta trộn hồ để mà người ta chuẩn bị lót xuống nền. Đây là cái lúc người ta trộn hồ xong, người ta sẽ kêu bằng là cán cái nền đó các bạn. Đây là hiện bây giờ người ta cán cái nền ra để người ta chuẩn bị để gạch lên. Có nhầm người thì người ta kêu vào lót hồ giữa. Thường thì ở đây mình hỏi người ta nói là ở đây là cán nền, là người ta làm cho cái mặt bằng của nơi đây nó bằng phẳng rồi người ta mới lót gạch lên. Đó, các bạn thấy người ta đã cán một khoảng nền rất là xa và rất bằng phẳng. Trung bình vậy là hai người người ta góp một ngày khoảng vài chục mét vuông các bạn. Người ta cán xong là ở đầu người ta sẽ lót một hơi một là rất là nhanh. Có lâu là lúc mà người ta cán cái nền này cần cái độ chính xác. Đây là những ông thợ làm đó các bạn. Giờ này thì xe đi chạy gắt ngoài đường rất đông luôn các bạn ạ.
giờ thì người ta chuẩn bị lót các bạn. Bây giờ gạch đã đến đủ, chuẩn bị lót lên thành nền gạch ở đây. Các bạn nhìn thấy hiện bây giờ thì người ta đã cán bằng cái nền gạch rồi. Bây giờ chỉ còn có nhiệm vụ là người ta lót lên thôi. Đằng kia thì xe cuốc nó vẫn còn cuốc móc lên để cho lấy lại cái độ sâu của các bạn. Đó, hiện bây giờ các bạn nhìn thấy các anh công nhân ở đây đã lót được một phần gạch rất là nhanh luôn các bạn. Các bạn coi đầu người ta lót, đang lót nè các bạn. Đây là những viên gạch đã được lót rồi. Bây giờ thì người ta lót gạch xong là mình có quyền mình đi. Còn hồi xưa thì người ta lót theo kiểu cũ thì người ta qua ngày sau mới cho mình đi được. Đợi hồ cứng, bây giờ là lót xong. Tại vì người ta quậy hồ dầu, người ta tưới là người ta lót luôn các bạn. Nó không có sụp xịt. Hồi xưa thì người ta làm một cục hồ chính giữa, người ta đè xuống bởi vì gạch nó không có chắc. Bây giờ thì người ta tưới nước và người ta đưa lên luôn là xong. Người ta chỉ còn canh cái độ thẳng và độ ngay cho nó đẹp cái mắt và cái mỹ quan thôi. Các bạn nhìn thấy bỏ xuống là rồi, bỏ xuống là rồi. Nếu mà lót gạch thì lâu là lâu cái lúc mà mình cán cái nền cho nó bằng nữa các bạn. Các bạn nhìn thấy lót tốc hành luôn. Chúng ta tưới hồ dầu lên là người ta đặt gạch xuống rất nhanh. Giờ nó chuẩn nữa các bạn, nó bằng phẳng, nó không có sụp xịt, không có nhúng nhích. Đây, mấy anh này là lót tốc hành luôn các bạn, nãy giờ cũng được vài mét rồi đó các bạn, rất nhanh. Hiện nay thì đường này thì người ta sẽ lót hai bên luôn các bạn. Hiện bây giờ thì người ta đang giải tỏa phía trước, chỗ nào cản thì người ta sẽ giải tỏa, người ta lót luôn.
cho nó rộng và thông thoáng đường. Rồi, các bạn nhìn thấy nói này đã được bao nhiêu rồi các bạn, lên rất sạch sẽ và rất đẹp, rất nhanh. Cái chỗ trống này là nữa người ta trồng bông các bạn. Khu vực này mấy cái chỗ mà điểm mà người ta bỏ trống chỉ là nữa người ta sẽ xây cái khu làm trồng bông. Bây giờ thì tiếp tục người ta đi tới. Các bạn nhìn thấy là rất nhanh. Các bạn nhìn thấy mới này là được một đoạn đường khoảng chục thước rồi các bạn. Lót gạch này thì cái lâu là cái lúc mà cán cái nền rồi các bạn, cho nó bằng phẳng. Còn nếu mà sẽ qua cái nền xong thì rất là nhanh. Đó, hiện giờ thì các bạn thấy lót là muốn được bít cái chỗ mà người ta cán nền gần rồi đó các bạn. Hiện bây giờ là lót gạch không kịp luôn, rất là nhanh. Các bạn hiện bây giờ nhìn thấy thì nó rất là sạch sẽ cái con đường ở nơi đây các bạn. Cái khu vực mà anh thợ này chừa ra là chỗ đó nữa người ta trồng bông nữa các bạn. Khoảng vài mét thì có một chỗ trồng bông. Hiện giờ thì cái nền gạch nó cũng gần liền hết cái chỗ người ta cán nền. Rồi, sông nước miền Tây xin mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một buổi tối xem phim vui vẻ. Các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau của sông nước miền Tây.